Hello, xin chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Các bạn xem những cái cây của mình nè. Đó, cây ăn trái là cây mận là dễ thương không bạn ơi. Trời ơi, nó đẹp quá ha, dễ thương ha. Đang ra bông. Quá trời đẹp nè, rau nè. Rau sạch nè. Rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đây. Đây là cái phương án mình ủ rác nhà bếp. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách sử dụng rác nhà bếp như thế nào. Bạn xem nè, ô những cây lựu nè, trái quá trời trái nè, lựu là lựu Peru nha bạn nha. Đó, sung Mỹ nè, tuyệt vời không. Cái này là rác nhà bếp nè. Đó, các loại rau nè. Đây, hoa lài, quá trời đẹp luôn. Đó nè, rau thơm nè, lựu nè bạn ơi. Ôi ôi, rồi cho xem cái dàn nho của mình nè. Nho kẹo đang chín rồi. Ngày mai mình sẽ review, mình cắt nho cho các bạn xem nha. Quá trời ngon luôn, nho đẹp. Ngon ơi là ngon luôn nè. Tuyệt vời lắm. Đó. Đây hai anh thử trái ăn nè. Nè. Đó. Đây nha. Siêu sạch luôn. Rất là ngọt, thơm mùi kẹo. Rồi, sung bí các bạn ơi. Quá trời luôn nè. Thì như các bạn biết đó, mình sử dụng phân bón rất là nhiều, do đó tốn kém rất nhiều chi phí cho cái việc chăm sóc. Cái vườn cây của mình là 150m từ ở dưới ban công lên, rau sạch rồi cây ăn trái rồi tất cả các loại hoa. Do đó là các bạn trồng cây mà các bạn không hiểu về phân bón là các bạn tốn rất nhiều chi phí về phân bón. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm cái phân ủ rác nhà bếp mà không có tốn tiền nhiều. Do đó là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong cái việc sử dụng phân bón, và chúng ta bảo vệ được cái môi trường sạch xanh, không mất nhiều công sức cho những người làm thu gom rác. Đó, đây rác nhà bếp bạn ơi. Đó, cái này ta gọi là rác nhà bếp nha anh chị. Đó, rau dưa rồi vỏ cam, vỏ quýt, vỏ ổi, rồi vỏ đu đủ các loại. Đó, nó gọi là rác nhà bếp. Thì bạn tùy bạn, bạn cần có một cái thùng như thế này nè, 45-60cm để bạn ủ rác. Hoặc là các bạn có thể lên online, tôi sẽ để hình ảnh nè. Bạn mua những cái thùng người ta làm, gọi là thùng ủ rác đó, để bạn làm nha. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Rồi, các bạn cần phải có chế phẩm sinh học Chico Đẹp Ma ha. Hoặc là bột vi sinh để ủ phân nè, các bạn mua trên online nha. Loại nào dùng cũng được hết. Đó, này Chico Đẹp Ma nè. Cái này là vi sinh nè, Emu. Đó. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tùy vào cái điều kiện của bạn, bạn có nhiều rác thì bạn làm cái thùng to, bạn có ít rác thì bạn làm cái thùng nhỏ nha. Mình đang làm cái thùng này là 50-60 nè. Đó. Đục một cái lỗ. Đó, đục một cái lỗ ở phía dưới nè, để chúng ta sẽ hứng cái nước rỉ rác. Nước rỉ đó. Đó. Rồi kê lên mấy cái hòn gạch, kê 4 hòn gạch lên nha bạn nha. Google lên mua Chico Đẹp Ma hoặc là Emuni, chế phẩm sinh học nè, để ủ phân. Đó. Đây ngày hôm nay mà xin được một số phân rác đây nè. Những trái cây hư hỏng ế bạn mua ngoài chợ đó, hoặc ra ngoài chợ đây người ta cho mình đây nè, mình ra mình xin, người ta vứt đi mà, thì mình xin rau thừa đồ này nọ, bắt đầu mình làm rác. Đó, bây giờ mình mới rắc lên nè. Rắc lên nha. Rắc lên xong rồi lấy đồ đảo đảo lên. Đó. Xong rồi bạn đảo lên cho đều nha. Bạn đảo lên cho đều đi. Đảo nè. Đảo cho nó đều lên. Xong rồi bạn lại cho một lớp nữa lên. Đó. Xong rồi qua ngày mai, qua ngày mai, ngày mốt bạn có rác nhà bếp, rau củ cải này nọ các thứ bạn lại cho vào, xong bạn lại rắc. Cái phần này là để hứng nước rỉ của rác nhà bếp nó chảy ra. Đó, mới rắc thêm một phần nữa đây nè. Chuối rồi là cam rồi là bưởi. Đó, xin ở ngoài chợ người ta vứt đi, mình bỏ vào đây để mình ủ. Xong đậy nắp lại, đậy nắp cho kín và dằn lên, để cho nó không bị ruồi bọ hoặc là bị gió nó bay. Nó lấy cái gì á, cục gạch á, hay là cái gì nặng á, mình đè lên để cho nó giữ. Đó, mình cứ để nơi đây là ban công mái hiên, không để mưa, không để nắng chiếu vào, để chỗ bóng mát nha bạn nha. Đó,
mỗi ngày bạn có một ít rác bạn lại bỏ vào nha, xong bạn xong rồi bạn lại thêm cái phần vi sinh vào đó, cái bột ủ phân vi sinh vào để cho nó nhanh tiêu hủy, nó nhanh thành phân bón đó. Đây, ngày hôm nay có một số rác nè, rác nhà bếp mà mình lấy nè, đó, vỏ chuối, vỏ dưa hấu, rồi rau các loại các thứ. Đây, một số mình đang vào chợ mình xin. Bạn nào mà làm nhiều á, bạn ở gần chợ, bạn ra chợ chiều á, bạn xin rau cỏ người ta cho nhiều lắm, người ta cho không tốn tiền đâu, bạn làm không có tốn tiền, thành ra là rất là rẻ, không có mất chi phí nha. Ủ rác nó đã ngấu, nó bị tụt xuống dưới rồi bạn. Đó, bạn lấy cái nước rỉ rác nè, đó, lấy cái nước rỉ rác này nè, pha với nhiều đây á, thì bạn pha khoảng chừng 10 lít, 15 lít nước để bạn tưới cho cái cây nha. Đó. Rồi, hôm nay lại có một phần rác nhà bếp mình lại đem mình bỏ vô. Mình lại bỏ vào thùng và mình lại rắc cái bột vi sinh lên. Đó, bạn cho rác vô xong bạn lại rắc vi sinh lên nha. Bạn đừng để nó quá đầy nha. Cách cái miệng thùng là khoảng 5 cm. Đó, xong đậy lắp lại. Bạn pha loãng ra và bạn tưới cho rau sạch nè. Đó, tưới cho rau sạch các loại. Tất cả các loại cây đều tưới được. Đó, ui rau nè. Ui dồi ôi, rau nó mướt mát gì đâu. Rau sạch nè. Đó, tưới cho hoa nè. Đó, tưới cho tất cả các loại cây đều được nha bạn nha. Sung nè. Đó, tưới cho sung Mỹ nè, thấy chưa? Tưới cho rau sạch, tưới cho tất cả. Rác nhà bếp này bạn ơi, sau 2 tuần đang phân hủy rất là tốt nè. Bạn lấy cái bay á, bạn lấy cái bay bạn đảo đảo lên, đảo sơ lên để cho nó nhanh phân hủy. Thì trong vòng khoảng 3 đến 4 tuần là chúng ta đem ra sử dụng được nha. 3-4 tuần đem ra sử dụng được. Rác nhà bếp sau khi ủ hơn 3 tuần nha bạn. Đó, mình ủ 3 tuần là bắt đầu nó tiêu hủy hết rồi. Bây giờ là, đó, bạn thấy không? Đó, nó mềm nè. Nó mềm như vậy nè. Thì bắt đầu chúng ta đem ra chúng ta bón cho cây được rồi. Đây bạn ơi, rác nhà bếp là bạn thấy không? Nó rất là mịn nè. Đó, rác nhà bếp nó rất là mịn nha. Đó, thì bây giờ mình bón cho cái cây. Đây, đây là cái cây cà chua nè bạn. Đó, bạn đào sẵn cái lỗ, xong bạn cho một nắm rác nhà bếp vào. Đó, cho một nắm rác nhà bếp vào, xong bạn phủ đất vào là xong. Đó, phủ đất vào. Ở bên đây là cây này, là cây táo tàu nè. Đó, bạn cũng đào cái lỗ nè, xong bạn cho một nắm rác nhà bếp vào. Đây, một nắm rác nhà bếp đây. Đó, bạn cho vào, xong bạn phủ cái đất lên là xong, phủ cái đất vào. Đó, đó là xong. Cây hành đây, mình móc một cái lỗ. Thí dụ một cái chậu hành này á, thì mình móc chừng 2 lỗ nha. Đó, trong vòng 10 ngày mình bón lại một lần, móc cái lỗ nè. Xong rồi nè, đó, cho một nắm rác nhà bếp này vào nè. Thấy chưa? Xong bạn lấy đất bạn phủ vào là xong. Bạn làm 2 lỗ, đây mình làm mẫu, do đó mình làm đơn giản thôi vì không có ai quay. Xong bạn làm cái lỗ ở bên kia nữa là xong nha. Đây, cây này là cây đó, cây nha đam này cũng vậy nè. Móc cái lỗ, xong rồi cho một nắm rác nhà bếp vào nè. Rất là mềm bạn thấy không? Xong bạn lấy đất bạn lấp lại là nó từ từ nó tiêu hủy. Đó, rất đơn giản bạn nha. Đó, tôi bón cho tất cả các loại cây luôn, rất là nhiều cây sung Mỹ nè. Tất cả những cái chậu to thì mình đều có thể làm như thế được, còn những cái chậu nhỏ thì moi móc rất là vất vả, do đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những cái chậu nhỏ bằng cái phương án khác. Đó, cây sung Mỹ nè, đào sẵn một cái lỗ bạn thấy không, xong rồi cho một miếng rác nhà bếp vào. Đó, xong rồi làm hai bên nha. Đây mình làm mẫu, do đó mình làm một bên thôi. Đó, làm hai góc.
lấy đất đè lên lại là xong bạn nha. Đó. Đây nè, bạn lấy khoảng hơn một nửa cái gáo rác nhà bếp, bạn pha với một cái thùng nước 18 lít, pha cho nó loãng ra xong bạn tưới cho cây. Còn cái xác của nó đó thì bạn tìm những cái gốc cây to to đó bạn chôn xuống, pha loãng ra. Pha ra một cái thùng 18 lít và chúng ta tưới nè. Đó. Tưới cho gốc hành nè. Đó, tưới cho cây hành nè. Đây mình tưới làm mẫu thôi vì hôm nay không có ai quay nha bạn ơi. Đó, cái cây lá é nè. Đó. Cứ tưới sơ sơ xong rồi tí nữa mình lấy nước sạch mình tưới lại nha. Để cho nó sạch sẽ đó, nó không bị hôi. Nói chung là rác nó đã phân hủy rồi, rất là sạch, không có hôi. Đây là cây mùng tơi nè. Đó. Cây lá nếp nè. Đó. Tưới xong rồi cái còn phần rác á thì bạn tìm những cái gốc to to bạn chôn nó xuống. Cà chua nè bạn ơi. Đó, cà chua nó đang ra trái nè. Cà chua đang ra trái rất đẹp. Đây, rau húng quế nè, húng lụi nè. Húng lụi nè, rất là đẹp luôn nè. Tưới đây, húng lụi. Rồi cây hành nè. Đó. Về cơ bản là như vậy đó bạn. Đó, tưới y như vậy xong rồi bạn lấy cái rác bạn chôn xuống những cái gốc cây to bạn chôn xuống. Mấy gốc bầu đây đang đậu trái đây, tưới cho mấy gốc bầu nha bạn. Đó, tưới cho mấy gốc bầu nè. Mình tưới sơ sơ để bạn hiểu thôi. Đó, tưới vô gốc bầu nè. Xong rồi tí nữa mình tưới thêm nước sạch vào. Đó. Tưới vào cho những gốc bầu. Bầu đang ra trái rất là nhiều.